Thưa bác sĩ ạ, gel bôi trơn, tên gọi đã giúp chúng ta hình dung ra cái công dụng giúp làm cho trơn. Thế nhưng mà trơn ở chỗ nào ạ? Thì xin mời bác sĩ Hà Ngọc Mạnh giải thích ạ. Vâng, cái sinh lý bình thường của chuyện tình dục ấy, thì trước khi quan hệ thì cái âm đạo chúng ta sẽ tiết một lượng dịch nhất định, và cái dương vật thì cũng tiết ra một lượng dịch nhất định, thì nó trong quá trình tình dục thì nó đủ để bôi trơn, để sự cọ sát giữa dương vật và âm đạo sẽ được hài hòa và nó không gây tổn thương cả cơ quan hai bên. Thì khi mà có một cái vấn đề gì bất thường làm cho lượng dịch tiết giảm đi hoặc là ít đi thì nó sẽ làm cho cái âm đạo chúng ta bị khô và gây ra khó khăn trong việc hoạt động tình dục. Thì chính những cái trường hợp như thế này thì sẽ có chỉ định dùng những cái vật liệu, những cái tổ chức mà có thể làm tăng cái dịch tiết lên để bôi trơn khi mà chúng ta hoạt động tình dục, để tránh ảnh hưởng đến cái quá trình tình dục của chúng ta. Vâng, vậy là tất cả các cô bé bị khô hạn đều có thể sử dụng gel bôi trơn ạ. Nếu như mà có thể sản xuất đủ chất bôi trơn này một cách tự nhiên thì sao ạ? Và cái việc sử dụng cũng không phải là giới hạn đúng không thưa anh? Vâng, câu hỏi này cũng khá hay. Vì là nhiều bệnh nhân thì khi mà tôi chỉ định dùng gel bôi trơn đó, thì người ta thắc mắc ngay là lý do tôi lại tại sao tôi phải dùng, trong khi mà dịch tiết âm đạo tôi khá là đầy đủ. Tuy nhiên ấy, thì khi mà dịch tiết âm đạo thì mình nói thứ nhất là cái thời gian tiết dịch âm đạo thì nó chỉ khoảng tầm quanh quẩn 10 đến 15 phút đầu tiên thôi, nó chỉ đủ đến cái thời điểm đấy thôi. Còn sau đó thì cái lượng tiết nó sẽ không còn được giống như ban đầu nữa. Đấy, đến lúc đó thì nó thiếu, và nhiều trường hợp thì người ta có thể tình dục khoảng 20-30 phút. Có nhiều trường hợp đến với tôi khoe còn tình dục cả tiếng. Đấy, nên là đến cái thời điểm đó nó sẽ thiếu dịch bôi trơn. Cái thứ hai là trong cái quá trình tình dục ấy, thì không phải là chỉ có âm đạo mới cần những cái dịch bôi trơn đó, mà có thể là nơi khác, ví dụ như là vùng mu, vùng dương vật, vùng âm vật. Thì khi đó thì chúng ta tình dục với cái vùng đó thì nó sẽ tốt hơn. Vâng ạ, nếu mà nghĩ là gel bôi trơn chỉ dùng cho những cái trường hợp khô hạn thì chúng ta đang giới hạn chức năng của nó. Và bạn vẫn có thể sử dụng để tăng khoái cảm trong quan hệ tình dục. Nhưng mà sử dụng lâu dài và thường xuyên có lẽ sẽ có một vài điều cần lưu ý phải không ạ, bác sĩ Mạnh? Vâng, đúng rồi. Khi mà chúng ta dùng kéo dài thì chúng ta cần để lựa chọn những cái sản phẩm nào nó bớt ảnh hưởng đến cái môi trường âm đạo. Ví dụ như có những cái gel bôi trơn mà nó có thể là có một vài cái tính axit nhẹ hoặc là tính bazơ nhẹ thì nó cũng gây ra thay đổi cái môi trường âm đạo, thì cũng gây ra nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm. Thì trong quá trình mà chúng ta dùng kéo dài, chúng ta có thể lựa chọn những cái gel nào nó có môi trường pH giống như môi trường âm đạo bình thường, và thứ hai là không có những cái chất kích ứng thì chúng ta có thể dùng lâu dài và tránh các yếu tố nguy cơ. Vâng, vậy là những cái điều mà cần xem xét khi lựa chọn chất bôi trơn đó là cái độ pH và không gây ra kích ứng. Thì tuy nhiên thì thường người tiêu dùng chỉ quan tâm đến giá thành sản phẩm, nhưng mà vì đây là sản phẩm đưa vào bên trong âm đạo, vậy thì chúng ta cần chú ý đến những cái yếu tố nào khác nữa? Vì là nó là những cái sản phẩm mình bôi bên ngoài, tuy nhiên thì cái thời điểm mà dùng thì có thể nó đẩy đến cái vùng vào âm đạo rất sâu, nên là nó có rất nhiều yếu tố nguy cơ. Nên là chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm mà đã được cấp phép của Bộ Y tế. Và thứ hai nữa là cái như tôi vừa nói là những cái thành phần chứa trong cái dịch bôi trơn đó chúng ta cần phải kiểm nghiệm. Chúng ta cần phải xem cái đó nó mình có kích ứng không. Ví dụ chúng ta dùng một chút, ban đầu chúng ta có thể dùng một chút cái gel đó bôi vào mặt trong cánh tay để xem nó có kích ứng ra hay không đã. Rồi sau đó chúng ta mới nên dùng. Vâng. Vậy thì cái cách sử dụng gel bôi trơn như thế nào thưa anh ạ? Có dễ hay là khó ạ? Cái cách sử dụng thì nói dễ thì cũng rất là dễ, nhưng mà nói khó thì cũng rất là khó. Vâng. Tôi thường hay chỉ định cho những bệnh nhân lớn tuổi, những cái bác quanh quẩn tầm 50 đổ đi. Thì các bác ấy thì nhiều khi cái tình trạng cương của mình nó cũng không được tốt lắm. Nhiều khi đến lúc mà mình cương lên được thì mình chuẩn bị chiến đấu rồi, mà lục mãi trong tủ mới tìm được cái gel bôi trơn, đến lúc dương vật nó xỉu đi rồi. Nên là chúng tôi cũng khuyến cáo là chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ súng ống rồi tất cả mọi thứ xong xuôi để khi cần chúng ta với được ngay, có thể dùng ngay. Vâng. Rồi thứ hai là khi mà chúng ta dùng thì cái số lượng ấy, thì nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà quá nhiều thì nó cũng gây ra khó chịu. Tuy nhiên thì ít quá thì lại không đủ cái hiệu quả trong cái quá trình mình sử dụng.
Dạ vâng. Cái đấy thì chắc là tự mỗi cặp đôi sẽ phải rút ra kinh nghiệm sau mỗi lần đúng sử rồi. Dụng thôi đúng không vâng. ạ? Và một số phản ứng dị ứng có thể gặp sau khi dùng chất bôi trơn là phản ánh của người dùng. Thế thì ngoài cái phản ứng dị ứng thì nó còn có cái tác dụng phụ nào khác hay không ạ? Thưa anh. Như tôi vừa nói trên thì nó có thể thay đổi môi trường âm đạo một chút thì nó có thể gây ra những cái tình trạng nhiễm khuẩn rồi nhiễm nấm. Tuy nhiên thì những cái trường hợp này rất là hiếm gặp thôi. Vì bây giờ chủ yếu là những cái sản phẩm mà hướng đến người tiêu dùng, người ta cũng xây dựng những cái sản phẩm phù hợp và cái pH môi trường thì nó phù hợp với cái âm đạo. Ví dụ như là những cái trường hợp mà đang bị viêm nhiễm âm đạo thì liệu có nên dùng cái chất bôi trơn này không ạ? Thực ra thì nếu mà không có chỉ định, chống chỉ định là quan hệ tình dục ấy, tức là không phải kiêng quan hệ tình dục thì chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái gel bôi trơn này để trong quá trình tình dục của chúng ta. Vì là khi mà môi trường âm đạo bị viêm ấy, thì khi tình dục thì nó cái lượng dịch tiết âm đạo nó giảm xuống, thì cái gel bôi trơn này nó sẽ bổ sung cái phần còn thiếu và tránh cái tổn thương cái niêm mạc âm đạo khi mà chúng ta tình dục. Ngoài ra thì có một số cái khuyến cáo với các cái trường hợp muốn đậu thai thì không nên sử dụng cái chất bôi trơn. Phải chăng là trong cái gel bôi trơn này nó có một cái gì đấy nó khiến cho ảnh hưởng tới cái quá trình thụ thai ạ? Vâng, nó có một vài cái hợp chất trong cái gel bôi trơn đó thì nó thông thường là người ta hay dùng để diệt tinh trùng. Thì những cái thành phần đó thì nó sẽ không tốt cho tinh trùng và tinh dịch. Nên là khi mà chúng ta có nhu cầu mà sinh con ấy, thì chúng ta nên hạn chế hoặc là không nên dùng. Ngoài ra thì gần đây thì nó sẽ có một vài cái nhóm mà có thể là an toàn trong cái quá trình mình tình dục, để an toàn trong việc mang thai. Nhưng mà cái nhóm đấy thì khá là đắt. Và mình có thể lựa chọn để nếu mà mình muốn những cái nhóm đó thì mình cần phải có sự tham khảo của bác sĩ chuyên khoa. Vâng. Thì các bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn nên mua cái loại nào. Vâng. Thưa quý vị, gel bôi trơn thì có thể giúp mọi người có trải nghiệm tình dục tốt hơn và thoải mái hơn. Và cái việc dùng gel bôi trơn sẽ hoàn toàn không có hại nếu như bạn mua được sản phẩm đảm bảo, phù hợp với bản thân cũng như là biết sử dụng đúng cách. Mong là những cái chia sẻ của Chuyện Thầm Kín sẽ giúp được bạn có một đời sống vợ chồng tốt hơn. Còn bây giờ thì chúng tôi xin dành thời gian để bác sĩ Hà Ngọc Mạnh tư vấn cho các thính giả gọi điện tới chương trình. Vâng, bây giờ chúng tôi xin kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình đêm nay ạ. Alo, Chuyện Thầm Kín xin nghe ạ. Alo, làm ơn cho tôi hỏi chị. Vâng, chào bác ạ. Tôi là thế, năm nay 65 tuổi, tôi ở Vĩnh Phúc. Vâng. Đấy, tôi muốn hỏi bác sĩ một điều là con tôi nó làm dâu nhà tôi tới nay là 2 năm. Thế mà là được một cháu rồi, thế cháu là cháu gái. Thế bây giờ tôi muốn cháu để rẻ tiếp. Thì tôi không bảo cháu được mà tôi cũng không biết bảo thế nào, mà tôi chỉ có hỏi bác sĩ và hỏi chương trình liệu có phải đi thụ tinh cho ống nghiệm hay là nhờ đến bên trên các bệnh viện trên để can thiệp hay không ạ? Nhưng mà hai vợ chồng bạn ý tức là vẫn có cái đời sống bình thường, quan hệ bình thường đúng không ạ? Vâng, nó khỏe, nó bình thường nhưng mà cái lúc để cái đứa con bây giờ được 2 tuổi thì là nó mổ. Vâng. Thế cho nên là tôi sợ rằng là một khi mà đến đứa thứ hai thì lại phải nhờ đến bên trên can thiệp. Vâng. Cho nên tôi cứ hỏi. Vâng. Chắc là gia đình bác cũng rất là hiếm hoi và cũng rất là quý người, cho nên là cũng mong muốn là có thêm cháu đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì bác sĩ Mạnh sẽ giải thích cho bác là với 2 năm mà các bạn ấy cũng đã có con đầu tiên rồi thì có cần phải áp dụng cái biện pháp can thiệp nào không? Dạ vâng, chào bác. Cái trường hợp hai vợ chồng con nhà bác ấy thì đã sinh cháu đầu tiên được 2 năm rồi. Thì theo khuyến cáo thì thông thường là sau 2 năm này mình có thể sinh lại nếu mà mình sinh mổ. Thì bây giờ thì đến cái thời điểm này thì có thể là mình đã nên thả ra để có con tiếp theo. Tuy nhiên thì bây giờ thì có một cái xu hướng khá là mới, tức là trước khi mà mình muốn sinh con tiếp theo thì mình nên đi khám sức khỏe để xem cái khả năng sinh sản của mình hiện tại bây giờ có tốt hay không. Rồi sau đó thì mình có thể chuẩn bị chất lượng noãn, chất lượng tinh trùng để cho có một đứa con nó khỏe mạnh. Thì cái trường hợp của con nhà bác thì nếu mà gia đình có điều kiện thì mình có thể là sắp xếp đi khám sức khỏe để trước khi mà sinh con thứ hai, để xem bác sĩ có cần phải can thiệp hoặc là hỗ trợ dùng thuốc gì không. Còn nếu mà gia đình mà không điều kiện thì mình vẫn có thể là theo dõi khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm tiếp theo.
nếu mà không mang thai trở lại thì mình sẽ quay lại khám ạ. Vâng. Cũng có thể là hai bạn ấy còn trẻ cho nên các bạn muốn trì hoãn cái thời gian sinh con để nuôi dạy con đầu cho các cháu lớn và cứng cáp lên bác ạ. Cho nên bác cũng đừng quá lo nhá. Con trai tôi năm nay thì nó 33. Vâng. Con dâu thì năm nay nó mới có 21, 22. Đấy, các bạn còn trẻ, thời gian còn dài ạ. Vâng. Còn dài thế nhưng mà tôi cứ thấy hơi lo ở chỗ là nếu như phải nhờ bên trên can thiệp thì là nó vất cho gia đình tôi quá. Đấy là bác lo xa thôi đúng không ạ? Chứ còn thì vâng, thế thì như bác sĩ Hà Ngọc Mạnh vừa mới hướng dẫn đấy ạ, trước khi mà hai bạn quyết định sinh bé thứ hai thì bác cũng có thể là khuyên con trai và con dâu đi kiểm tra sức khỏe sinh sản để đảm bảo rằng là bé thứ hai sinh ra cũng khỏe mạnh và giúp cho cái việc nuôi dưỡng nó cũng dễ dàng hơn ạ. À, tôi cảm ơn bác Mạnh nhé, cảm ơn chương trình nhé. Vâng, cảm ơn bác và chúc bác cùng gia đình mạnh khỏe ạ. Dạ. Vâng, xin chào bác. Vâng ạ, bây giờ thì xin tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng. Vâng, chào bác. Ông bị yếu từ năm 40 tuổi rồi, không làm gì được, hàng tháng không có không được ấy. Thế ạ, vâng. Vâng. Tức là năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tháng năm mới này 60 đấy. Vâng, và từ năm 40 tuổi thì đã không làm gì được rồi. Vâng, vâng. Nó có nhưng mà ít lắm. Ít là bao lâu mới được một lần ạ? Có khoảng 10 ngày khoảng nào ấy. Vâng, 10 ngày được một lần nhưng mà chất lượng của mỗi lần đó thì sao ạ? Có giúp cho bác và bác gái thỏa mãn không ạ? Không, không, nó không có gì, nó không da, không đáng kể. Nó loãng mà nó ít. Vâng. Cái thời gian sinh hoạt vợ chồng thì có kéo dài không? Và có giúp cả hai người thỏa mãn hay không ạ? Không ạ. Vâng. Thì vợ để nó ham lắm. Nhưng mà mình thì không làm gì được. Mỗi lần sinh hoạt thì được bao lâu ạ? Khoảng 3-4 phút thì thôi. 3-4 phút là đã hạ cờ trắng đầu hàng rồi đúng không ạ? Đấy, đầu hàng rồi, không làm gì được. Vâng. Thế là bây giờ thì bác muốn cải thiện cái chất lượng cuộc yêu sao cho nó tốt lên. Vâng, đang yêu cầu ấy. Vâng, vì sao mình không đi khám sớm hơn ạ? Bây giờ để đến... Đi khám ở đâu? Phải đi tận Hà Nội ấy gì? Vâng, bác ở tỉnh nào ạ? Ở tỉnh Hòa Bình ạ. Vâng, bây giờ thì bác sĩ Hà Ngọc Mạnh có thể là giúp bác xem là có cái phương án nào tốt nhất ạ. Vâng, chào bác. Cái trường hợp của mình thì cái bệnh lý thì chắc là bác nghe chuyện đồng kiến nhiều thì cũng biết nó vâng, là rối loạn cương. Nhà máy mà. Vâng. Vâng. Đấy thì cái đấy thì mình cũng tự chẩn đoán được rồi. Vâng. Tuy nhiên thì cái hướng điều trị thì nó tùy từng bệnh nhân. Thì vâng. Có bệnh nhân thì mình cần phải dùng thuốc, có bệnh nhân thì cần phải thay đổi cái lối sống sinh hoạt. Có bệnh nhân thì thay đổi cái chế độ ăn. Thì đấy thì bác sắp xếp thời gian lên bệnh viện thì các bạn ấy kiểm tra cho bác. Để xem thứ nhất là cái testosterone mình nó thay đổi như nào. Rồi đánh giá cái mức độ cương rồi các cái tiền sử về tình dục của mình. Để xem bác sĩ có điều chỉnh được cái hoạt động tình dục của mình cho nó ổn lại không. Cố gắng ấy, một tuần phải một lần. Chứ bây giờ khoảng 10 ngày đến 15 ngày một lần thì hơi ít. Quá ít vâng. Đấy. Vâng, mà mỗi lần thì lại thời gian lại cũng quá nhanh đúng không ạ? Đấy, quá nhanh đấy. Vâng. Vợ thì nó nói là lại ham quá. Thế ạ, vâng. Vâng. Chắc là toàn vợ cũng đi ngoài ấy, vợ toàn đi ngoài ấy. Thế ạ. Vâng. Vâng. Thế thì mình cũng thấy hơi buồn đúng không ạ? Đấy thì buồn đấy, lúc nào cũng buồn đấy, lúc nào cũng sắp chết đi đấy. Cũng không đến nỗi bi quan thế nhưng mà có lẽ là bác nên sắp xếp đi khám sớm để các bác sĩ có thể có những cái hướng dẫn giúp bác cải thiện cái chất lượng của những cái lần sinh hoạt tình dục nhé. Vâng, khám ở bệnh viện nào ấy nhỉ? Bác sĩ Mạnh có thể đang làm việc ở bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ ạ. Việt Bỉ ạ? Vâng, ở... Nhưng mà có... Ở vùng 135 mà là ở Hồ Nghèo nữa có được miễn phí không nhỉ? Cái đấy thì bệnh viện không có miễn phí cho bệnh nhân ạ. Bác phải chi trả chi phí. Vì cái này thì khám rối loạn cương thì nó không phải là bệnh lý toàn thân. Và những bệnh lý này cần phải trả tiền. Kể cả mình đi lên các bệnh viện khác thì cũng phải trả tiền ạ. Dạ. Mỗi lần khám thì hết khoảng bao nhiêu nhỉ? Nó phải mất khoảng tầm 2-3 triệu gì đấy ạ. Tầm đấy thôi. Dạ vâng.
Vâng, vâng. Vâng, Hà Nội. Cảm ơn nhé. Vâng, xin chào bác ạ. Hello, chào. Vâng ạ, vâng, xin chào bác ạ. Trước kia quan hệ tôi là bình thường, nhưng mà từ khi người đối tác tôi đột nhiên bị cất bệnh cá buồng trứng mà. Vâng. Và thì bất đi từ đấy đến giờ tôi chả không có cái hứng thú gì mà chả lên chả gì. Có phải bị ảnh hưởng đến cái căn bệnh đó không ạ? À, vâng, có nghĩa là bạn tình của bác không hứng thú với chuyện quan hệ tình dục nữa đúng không ạ? Vâng, cái cậu nhỏ của tôi mà. À, cậu nhỏ của bác thì cũng không cương cứng được. Từ đấy 4 năm rồi chả cương cứng gì hết rồi. À, vâng, tức là cả hai đều suy giảm một cách nghiêm trọng. Không, bà đối tác tôi là mất rồi. À vâng, đối tác của bác thì mất rồi. À, thế đối tác là không phải là có phải là vợ bác không ạ hay là đúng là vợ đấy. À vâng, là vợ bác. À, vâng, tức là bác gái đã mất 4 năm nay rồi và vâng. Bác thì 4 năm rồi cũng không có nhu cầu nữa. Có nhu cầu nhưng mà không lên được một ít nào ạ. À, vâng ạ. À, năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hơn 50 rồi. À, tức là cũng anh cũng còn trẻ đúng không ạ? Mới hơn 50 tuổi. Vâng. À, có lẽ cái này nó cũng do là cái ảnh hưởng cái tâm lý khi mà mất đi người bạn đời đúng không bác sĩ Mạnh? Dạ vâng, trước tiên thì cũng chia buồn với anh về cái chuyện không may. À, tuy nhiên thì cái chuyện tình dục thì nó thông thường với nam giới thì nó phải có hoạt động tình dục thường xuyên và đều đặn. Thì nó mới duy trì được cái hoạt động tình dục ổn định. À, khi mà mình có một cái trục trặc gì đó mình không có hoạt động tình dục thường xuyên ấy, thì một số cái yếu tố nó có thể ảnh hưởng đến khả năng cương và có thể ảnh hưởng đến cái khả năng kiểm soát xuất tinh của mình. Thì cái trường hợp của anh thì hiện tại thì theo tôi thì anh nên tìm một bạn tình mới để mình có thể duy trì được cái hoạt động tình dục trở lại thì nó sẽ ổn hơn. Nhưng mà nó không lên ít nào 4 năm rồi, càng ngày nó càng nhỏ đi đâu. Dạ vâng. Đấy thì nếu mà mình có bạn tình mới mà mình không thấy dương vật nó cương lên thì mình sẽ phải đi khám chuyên khoa nam học để các bác sĩ kiểm tra xem cái vấn đề của bác như thế nào. Rồi sau đó thì mình sẽ có thể điều chỉnh để mình hỗ trợ hoạt động tình dục trở lại. Vâng. Anh năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? À xin lỗi, anh ở tỉnh nào ạ? À, tôi ở trên Lạng Sơn ạ. Vâng. Ở Lạng Sơn thì mình có thể đến bệnh viện đa khoa tỉnh để khám được không ạ? Bác sĩ Mạnh. Có thể ạ. Vâng. Thế thì anh cứ đến bệnh viện đa khoa tỉnh để khám anh nhá. Để xem là cái sức khỏe toàn thân cũng như là cái hormone của nam giới nó như thế nào ạ? Nó có bị suy giảm gì không? Nhá. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến cái căn bệnh đó mà lây sang thế mà. À, bệnh anh sợ là bệnh ung thư của vợ sẽ lây sang anh hả? Vâng, ung thư thì không lây nhiễm qua đường tình dục. Nó là bệnh không lây nhiễm anh ạ. Cho nên anh không ngại ạ. Vâng. Có lẽ là do cái tâm lý lo lắng thì nó cũng dẫn đến cái chứng rối loạn cương dương của anh ấy đúng không bác sĩ Mạnh? Vâng, nó cũng là một cái triệu chứng khi mà mình lo lắng quá nhiều, mệt mỏi, căng thẳng thì cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của mình. Thì cái quá trình tình dục ấy thì mình phải thả lỏng tâm lý ra anh ạ. Vâng. Thế thì anh cứ chăm sóc bản thân cho tốt và nếu mà có thể thì tìm một người bạn tình mới để cả hai cùng chăm sóc cho nhau và đồng thời là cũng có một cái đời sống tình dục để cho cuộc sống nó vui vẻ và hạnh phúc hơn anh nhé. Vâng. Vâng. Không lên được lên sự không tìm được cái gì. À, vâng, đấy thì trước tiên để không giải quyết cái vấn đề đó thì anh phải đi khám đã. Đi khám và bác sĩ sẽ có những cái hướng dẫn cho anh để có thể là làm thế nào để tìm cách giúp cho cậu nhỏ có thể đứng lên được nhé. Vâng. Vâng. Cảm ơn chương trình. Vâng, chào anh ạ. Vâng ạ, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Alo. Ồ, xin chào bác Kín. Vâng, xin chào bác ạ. Vâng. Chào, vâng. chúng tôi qua nhiều cuộc cũng nghe đài rất nhiều, thế mà để những cuộc thăng hoa và nó cũng mỹ mãn tới những cuộc yêu mà để cho hai vợ chồng thư giãn vui vẻ, thế nên hôm nay cũng nói chuyện với chương trình là sau khi các cái tư vấn của chuyên thông kín vâng. Thì khi chuẩn bị đến thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì bà xã nhà tôi là cứ muốn vuốt ve chiều chuộng rồi xong bắt đầu đến giờ mà nghe chương trình tư vấn của các khán giả ấy,
Vâng. Thì bà lão của tôi này cứ đè lên để chờ thôi. Vâng. Cho nên là cũng rất phấn khởi mà cảm ơn chương trình đã tạo cái điều kiện thư giãn, mặc dù là không được trực tiếp, thế nhưng mà các cái cuộc yêu của vợ chồng chúng tôi nó viên mãn hơn cái tuổi xuân ngày xưa. Thế ạ, vâng. Thì chúng tôi rất là mừng khi nghe bác chia sẻ như thế ạ. Vâng. Vâng. Cho nên là cũng cảm ơn chương trình, mà chương trình cũng cố gắng tạo điều kiện cho nhiều các cái công các bác nữa có những cái cuộc nó viên mãn, nó được mỹ mãn trong cái lứa tuổi từ 50-60, mà thực ra để nó phấn khởi những cái tuổi món ăn tinh thần cho nó sảng khoái. Vâng. Thế là bây giờ hai bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Chúng tôi ngoài 60 cả rồi. À thế ạ. Và một tuần thì mình có thể quan hệ tình dục được mấy lần ạ? Ít nhất là một lần, còn đến hai lần. Và trẻ thì tôi nghe chương trình thầm kín là phấn khởi lắm, nghe các đèn xin rồi các bác sĩ tư vấn vào đấy là món ăn tinh thần nên phấn khởi lắm. Vâng. Hai bác có cái bí quyết nào không ạ, để có thể chia sẻ cho các thính giả khác là làm sao mà mình vẫn giữ được những cái tình cảm gắn bó nồng nàn và cũng như là thỏa mãn trong chuyện ấy ạ? Thực ra là báo cáo với anh xin là chưa, bây giờ cái lứa tuổi đã ngoài 60 rồi thì muốn để có các cái buổi tình dục mà nó viên mãn ấy, thì mình cũng phải hút ve chiều chuộng, cũng phải làm công tác tình cảm tới tâm lý. Chứ thực ra nếu xô bồ thì không nên được, không có những cuộc viên mãn thỏa mãn với cuộc yêu được. Vâng. À, tức là hai bác cũng rất là chiều chuộng nhau đúng không ạ, mặc dù đã già rồi. Vâng. Thế nên là khi em xin với này, bác sĩ bộ này có các món ăn tinh thần thì mình tạo điều kiện cho nhau thì không kể gì tất cả các cái danh mục, thế nên là để làm cho nó phấn khởi, thế nên là bà xã của tôi phấn khởi lắm. À thế ạ. Vâng. Trong cuộc sống thì nghe giọng bác thì cũng nói rất là vui vẻ. Chắc là trong cuộc sống thì hai bác cũng có một cái đời sống tinh thần cũng khá là thoải mái và lạc quan đúng không ạ? Vâng, cũng cảm ơn chương trình. Bởi vì thực ra nếu mà có tinh thần thì rất phấn khởi, chỉ mỗi thiếu tiền tiêu thôi. Vâng, thiếu tiền tiêu nhưng mà tình cảm lúc nào cũng dồi dào thì cũng coi như là đủ ạ. Vâng, hai bác sống riêng hay là sống chung với con cái ạ? Hello, các cháu nó đi xây dựng gia đình, nó đi công ty, nó ở riêng một chỗ rồi, giờ hai vợ chồng như hai vợ chồng son. À thế ạ, thế đâm ra là mọi thứ nó cũng thong dong và cũng rất là không phải lo lắng áp lực về cơm áo gạo tiền hay là chăm sóc con cháu đúng không ạ? Thực ra nếu mà áp lực, ví dụ bây giờ nhiều các cặp các ông vợ chồng cái này thì áp lực chủ yếu là các cháu nó làm tội rồi, còn không làm tội gì. Vâng. Thế đâm ra là nhiều khi các cháu nó tranh bà mất. À, thế ạ, vâng. Nhưng mà thỉnh thoảng, nhưng mà hiện tại như bác thì là các cháu đang để cho ông và bà thoải mái và có điều kiện chăm sóc nhau, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Vâng. Cảm ơn chương trình nhá. À, thế ạ, vâng. Rất là cảm ơn bác và cũng chúc bác và bác gái thì mãi giữ được cái đời sống tình dục nồng nàn và viên mãn như hiện nay. Vâng, thế nên chúng tôi xin cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả các ông các bác đã tìm hiểu đến chương trình Viện Thầm Kín và nhất là bác sĩ. Thì tư vấn có nhiều những trường hợp thì chúng tôi nghĩ cũng rất buồn cho các bác, là bây giờ nó này nói trên bảo dưới không nghe, thế nên nhiều lúc cũng buồn. Vâng, đúng ạ. Chúng tôi cũng vì thế mà chương trình cũng cố gắng hết sức tìm mọi cách để có thể là nhờ các bác sĩ tư vấn giúp đỡ những cái trường hợp như vậy để tất cả mọi người có thể là cải thiện được cái chất lượng của đời sống tình dục. Vâng, xin cảm ơn chương trình nhé. Vâng, xin cảm ơn bác và chúng tôi rất vui và cũng mong là sẽ nhận được nhiều những cái cuộc điện thoại như của bác gọi điện tới chương trình.